Xe Tốt xin chào tất cả các bạn, mình là Hưng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc xe với tầm tiền 450 triệu đến 500 triệu. Thì đó là ngay đằng sau lưng mình đây, đó là chiếc xe Hyundai i20 được sản xuất 2016. Đây, mình sẽ mời cùng các bạn đi vòng quanh một vòng xem cái xe đó. Xe được sản xuất năm 2016, hiện nay xe đã lăn bánh được khoảng độ hơn 4 vạn một chút thôi. Đây, các bạn nhìn tổng thể xe này, màu sơn zin vẫn còn khá là nhiều, và đặc biệt là 4 lốp theo xe vẫn là nguyên zin đó. Mình mời các bạn về phía đằng sau xe này. Xe thì bên mình đã làm việc với chủ xe, đã ký hợp đồng các thứ và hồ sơ bên mình đã cầm, thì khi các bạn mua về chỉ việc sang tên đổi chủ thôi đó. Đây, các bạn nhìn về phần sau phía xe này, các bạn nhìn biển số xe nó là 30E, thì đúng là xe sản xuất năm 2016 và đăng ký năm 2016 thì sẽ có biển là 30E. Đây, các bạn nhìn tất cả về phần sau này, gần như là xe nó chưa có những cái va chạm nặng gì ảnh hưởng đến phần vỏ của xe. Nó chỉ có sẽ những cái phần va chạm nhẹ, đó là phần bao sốc các thứ thôi, phần nhựa các thứ thôi. Đây, mình mời các bạn về đằng phía bên phụ của xe này đó. Khi phần xe ngoài xe các bạn nhìn qua này thì xe rất là đồng đều, thì không biết bên trong nội thất của chiếc xe này nó còn mới hay không, thì ngay bây giờ mình mời các bạn cùng mình vào xem phần nội thất của xe, xem chiếc xe 2016 đến nay là 4 năm thì nội thất nó còn được giữ gìn hay không. Đây, mình mời các bạn vào cùng vào xe. Các bạn vào xem phần nội thất của xe này. Đây, các bạn nhìn tổng quan xem qua một chút về tất cả về phần ghế da này. Đây, các bạn nhìn phần ghế da này, vẫn rất là mới, nó không có bị nếp nhăn các thứ cả, da không bị vỡ. Chủ xe đi giữ gìn rất là cẩn thận, da rất là mềm. Và tất cả các phần nhựa ở phần cánh cửa này, đó, chưa bị bay màu. Cả phần nhựa trên phần táp nô này, phần trần này các bạn này, phần nỉ nó không bị xù. Ví dụ như chúng ta đi bằng nghịch nhiều các thứ vào đây nó sẽ bị xù. May cái, và phần nỉ này rất là đẹp, nó là màu đen, thì nhìn cái xe cảm giác nó rất chi là sang trọng. Xe bản i20 Active này được trang bị khá là nhiều đồ theo xe. Ví dụ như là màn hình này, các bạn nhìn trước màn hình này đã được định vị, có gồm cả Google Maps này, đó, ảnh vệ tinh, rất phù hợp cho chúng ta đi đường xa các thứ thì chúng ta sẽ biết được lộ trình. Hệ thống điều hòa cũng là hệ thống điều hòa tự động. Đây ạ. Đó. Rất hay, đó là chiếc được gương, đó là gương chống chói, và tích hợp camera nuôi ở trên gương này luôn này. Các bạn nhìn này, mình sẽ cài vào phần nuôi xe này. Đó. Rất là nét, tuy nhỏ thôi nhưng mà khá là nét, chúng ta nhìn rất là dễ. Đó. Vô năng vẫn rất là mới. Trên này thì có gạt mưa, đó là gạt mưa thì chưa tự động đâu các bạn ạ, chỉ có hệ thống đèn là hệ thống đèn tự động thôi. Về có cả nút gập gương này, có cả chỉnh độ cao lên xuống của hệ thống đèn pha. Đó. Các bạn về nhìn về phần củ số này. Đó, da vẫn rất là mới này, củ số rất là bóng mà chưa bị mòn, chưa bị bay màu. Chủ xe đi khá là ít. Thì một chút nữa mình cùng các bạn xem nội thất từ phía ngoài thì các bạn sẽ nhìn bao quát nó sẽ dễ hơn. Trong xe thì góc quay nó hạn chế, hạn hẹp một chút thì chúng ta không thể nhìn hết được. Đó, thì mình mời các bạn cùng các bạn ra ngoài xem nội thất lại từ bên ngoài nhé. Vâng, đây mình sẽ mời các bạn xem phần nội thất từ phía ngoài này. Đây, các bạn nhìn toàn bộ ghế da của hàng ghế trước này. Đó, da vẫn rất là còn mới và bóng nhá. Đó, các bạn nhìn phần nhựa này. Đó. Nhựa vẫn rất là mới. Rồi, mời bạn xem hàng ghế sau này. Đây, phần ghế nhựa hàng sau này. Đó. Xe này thì các bạn, keo chỉ vẫn còn nguyên zin các cánh cửa. Đó. Keo chỉ bốn cánh cửa vẫn còn nguyên zin nhá. Đây là cánh cửa sau bên phụ này, còn đây cửa lái ấy. Cửa bên bên phụ cửa trước này, đó. Keo chỉ nguyên zin. Vâng, giờ mình cùng các bạn sẽ đi
xem về phần máy của xe nhá, xem là máy còn mới. Mình mời các bạn về đến gần hơn về phần máy của xe này. Thì xe được trang bị động cơ 1.4, thì công suất cực đại của xe khoảng độ tầm 100 hơn 100 mã được một chút thôi. Đây mình mời các bạn lại gần hơn một chút để xem kỹ phần máy này. Đây bạn camera quay lại gần phần máy giúp mình. Các bạn nhìn toàn bộ phần mặt máy này, tất cả các chi tiết ốc này chưa hề có sự gọi là tháo ra vặn ra của cờ lê gì cả. Đó các bạn nhìn phần rất là sáng. Đây là phần ốc chân máy này. Đó, khi xe này thì các bạn yên tâm, đảm bảo về chất lượng bên mình bán ra xe thì không ngập nước, không bổ máy. Đó, khung cầm nguyên zin. Các bạn nhìn tất cả phần nhựa này. Đó, rất là mới. Phần keo chỉ này. Đó. Keo chỉ nguyên zin ạ. Các bạn nhìn kỹ về phần đầu xe này. Xe thì được trang bị hệ thống đèn gồm có cả giải đèn LED này, rồi là bóng projector ánh sáng vàng. Thì xe này rất là hay khi các bạn cua trong khi đánh lái sang bên nào thì đèn góc cua nó sẽ mở rộng bên đó giúp chúng ta quan sát dễ hơn. Đó, xe rất chi là thông minh. Thì mình sẽ đi về phần phía đằng cốp xe một chút, các bạn cùng về xem về phần cốp xe của mình. Mình mời các bạn xem về phần cốp một chút này. Đây, xin mời camera vào gần một chút giúp mình ạ. Chủ xe đã cắt thảm, đây là thảm cao su các bạn này. Thì mình bên mình đang hiện ra không đảm bảo, các bạn nhìn phần về phần lốp su cua này. Đó. Lốp thì được trang bị 5 lốp như nhau và vành như nhau. Đây các bạn nhìn phần đó, vẫn rất là chưa có kiểu va chạm. Nếu mà có va chạm về phần đuôi thì nó sẽ ảnh hưởng vào phần trong này, thì các bạn sẽ nhìn rất là rõ. Đây như cái khóa cửa sau này. Đó, vẫn rất là mới, vẫn là nguyên, chưa tháo thiết gì ra cả. Và các bạn nhìn các ốc cửa cũng không có sự tháo ra để sơn sửa lại gì cả, thì là xe vẫn là nguyên zin chỉ, keo chỉ nữa. Đây mình vừa chọn keo chỉ. Đó. Thì bây giờ mình cùng các bạn sẽ đi thử xe một vòng xem cái cảm giác lái của cái xe này có thấy nó sẽ như nào. Mình mời các bạn lên xe cùng mình đi thử một vòng. Mình cùng các bạn sẽ đi thử trải nghiệm xe nhé. Đó, mình thấy động cơ 1.4 thì đi khá là tốt, phù hợp với đi trong đường thành phố. Và chiếc xe này thì mình thấy rất là phù hợp với các chị em đi trong thành phố đông đúc, bởi vì xe nó cũng khá là ngắn, không dài nên các thể bạn quay đầu các thứ rất là tiện. Đó. Giá thành xe và thông tin của xe thì mình có để ở dưới phần thông tin mô tả, thì các bạn vào đọc xem giúp mình. Mình ghi rất là chi tiết. Đó. Đây mình đang đi thử trong nội thành, rất là phù hợp. Với mức giá đó thì mình thấy chiếc xe khá là phù hợp, từ công năng về sử dụng các option ở trên xe trang bị khá là đầy đủ. Mình làm video này thì các bạn cũng xem để tham khảo, để cân nhắc lựa chọn cho mình những chiếc xe phù hợp nhất. Đó, thấy tiếng ồn không quá rõ. Thực sự những chiếc xe mà cùng phân khúc như này thì độ ồn thì nó sẽ xem nhau thôi, không có cái xe nào là quá ồn hay là gì cả. Để mà những cái cách âm cách ồn tốt thì nó lại những cái dòng xe phân khúc cao hơn thôi. Đó, mình sẽ làm cái video ngắn gọn đến đây thôi. Thì mình mong các bạn xem kênh của mình, ủng hộ kênh mình bằng cách là đăng ký kênh và cho kênh mình một like. Thì cũng như các xe trước thôi, thì đến xe này mình quay thì các bạn cần xe gì, tầm tiền bao nhiêu, các bạn có thể comment bên dưới để mình sẽ tìm chiếc xe đó cho các bạn. Mình sẽ tìm những chiếc xe nào đẹp nhất, phù hợp nhất với tiêu chí của các bạn đưa ra. Rồi, mình xin cảm ơn và mình sẽ dừng lại video tại đây. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn.